Liên quan tới vụ tai nạn đau lòng xảy ra với gia đình thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam, giáo viên trường tiểu học Đường Thượng huyện Yên Minh, cùng vợ là cô giáo Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang, khi đang trên đường trở lại trường vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, dư luận xã hội đang đặc biệt quan tâm và mong muốn hỗ trợ cho gia đình. Bên cạnh đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã đề xuất tạo điều kiện để thầy giáo được chuyển công tác về gần nhà để chăm sóc con và phù hợp với sức khỏe. Công đoàn giáo dục Việt Nam vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn về việc đề nghị xem xét chuyển công tác cho thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam, giáo viên trường tiểu học Đường Thượng huyện Yên Minh, chồng cô giáo gặp tai nạn tử vong trên đường trở lại trường công tác. Bản thân thầy giáo Nam bị thương nặng, phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Việc tạo điều kiện để thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam được chuyển công tác về một trường tiểu học tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ, nơi gia đình thầy đang sinh sống để phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, thuận lợi chăm sóc hai con nhỏ khi vợ thầy không còn nữa. Ông Đoàn Quang Tuấn, Chủ tịch huyện Thanh Sơn Phú Thọ cho biết, các phòng ban chức năng sẵn sàng tiếp nhận thầy Nam chuyển về gần nhà công tác ngay khi thầy bình phục và có nguyện vọng. Theo ông Tuấn, ngay khi nắm bắt được thông tin về việc vợ chồng thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam, Mai Thị Yến cùng con nhỏ gặp nạn ở Hà Giang, lãnh đạo huyện đã cử cán bộ tới nhà của mẹ thầy giáo Nam ở huyện để kịp thời động viên giúp đỡ. Đồng thời, chính quyền huyện Thanh Sơn cũng thống nhất chỉ đạo các phòng ban chức năng sẵn sàng tiếp nhận thầy Nam chuyển về gần nhà để công tác ngay khi thầy bình phục và có nguyện vọng. Được biết, vợ chồng thầy Nam đã có 13 năm công tác tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Quá trình công tác, hai thầy cô có nhiều cống hiến cho địa phương. Hiện thầy Nam đã đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.